Rồi về và gấp đi. Game cái sao mới chơi game trước rồi. Phải anh game đi em ơi. Phải. Alo. Alo. Yo. Cái này có thua nha, anh vẫn chưa biết mà. Cái nó đây à. Còn nó đây. Ấy. Anh chưa đang kêu luôn, chỉ chưa đang kêu. Ok. Có là tại em đứng trong bộ em quýnh nó cho nên nó quýnh được anh á. Nó giống dụ mình quá ta. Ok. Gì vậy trời? Dễ vậy ta. Em tưởng nó dụ gần nó này nọ làm ghê lắm, sao kỳ vậy? Kêu chết luôn ạ. Dễ vậy ta. Ok. Sao? Giờ nè. Hay da. Hay dở rồi. Hay da dở rồi. Để phá trụ. Phải. Cái đồng âm đèn em nha, em bố trụ. Nó xuống mình đó. Rồi, đứng sau con đèn em đi. Nó xuống mình sao? Ok. Thôi. Lùi. Rồi, được. Cắm mắt vô, cắm mắt vô, em chói, cắm mắt vô. Này. Hay dạ. Phải. Hay, ok. Wow. Luôn. Lùi. Ở đây không lắm. Đây đang ngành nè. Cứ từ từ nè, sẽ chia từ từ. Trời ơi, sao không bố trụ ăn gồng vậy? Có cái kế không? Có nè. Ui
Lụm nó nằm một á, quýnh cẩn thận nha, giữ chiều từ từ nha anh. Ấy, điên này nè, điên này nè. Ây da. Mình điên vậy mày. Ê ê, cứu em. Ồ. Oh. Ai sợ? Ờ em ra, em ra. Kì bỏ luôn. Đi. Bắn cái quỷ ác chưa? Ờ anh em qua nè. Ây da. Ây da. Ua. Thả diều đơ hả? Ây da, ây da, ây da, ây da. Ây da. Má cái gì vậy trời. Trời, bắn hai viên kìa. Lên đồ cái này mà kiểu bích team cỡ một hai con tăng cơ xung quanh AP mới mạnh điên.